Điều gì đang chờ đợi hoàng tử William và công nương Kate? Với tước vị thần vương và công nương xứ Wales, vợ chồng hoàng tử William sẽ chuyển đến lâu dài Windsor và gánh vác những trọng trách mới. Hôm 9 tháng 9, vua Charles III đưa ra thông báo quan trọng liên quan đến con trai cả, hoàng tử William. Thân vương và công nương xứ Wales mới của chúng ta, tôi biết, sẽ tiếp tục truyền cảm hứng và dẫn dắt các cuộc trò chuyện quốc gia, giúp đưa ra các vấn đề bên lề vào vị trí trung tâm, nơi có thể tìm thấy giải pháp quan trọng, quốc vương mới của Vương quốc Anh tuyên bố. Trọng trách dành cho hoàng tử William và Kate Middleton là điều mà nhiều người đã thấy trước. Theo Vogue, khi nữ hoàng Elizabeth II qua đời, vua Charles III được tấn phong, sự chuyển giao tước vị từ ông Charles sang con trai cả cũng bắt đầu. Hoàng tử William thừa kế tước vị thần vương xứ Wales từ vua cha và đứng đầu danh sách kế vị ngai vàng. Các con của hoàng tử hiện đứng hàng thứ 2, thứ 3 và thứ 4 trong danh sách. Còn Kate Middleton trở thành người đầu tiên giữ tước hiệu công nương xứ Wales kể từ sau công nương Diana. Trọng trách mới. Thay đổi tước vị cũng thể hiện những khác biệt lớn trong hệ thống phân cấp của hoàng gia. Nói cách khác, những trọng trách áp lực lớn hơn đang chờ đợi hoàng tử William và công nương Kate. Tính đến năm 2016, nữ hoàng Elizabeth II đại diện cho hơn 600 tổ chức. Trong suốt 5 năm qua, bà đã giao lại nhiều tổ chức cho những thành viên khác trong gia đình. Tuy nhiên, khi hoàng tử Harry, Meghan Markle rời hoàng gia và hoàng tử Andrew bị loại khỏi các công việc chính thức, vô số cuộc hẹn giờ sẽ do vua Charles III, hoàng hậu Camilla, hoàng tử William và công nương Kate xử lý. Mọi người có thể mong đợi sự xuất hiện trước công chúng, các bài phát biểu và những chuyến công du nước ngoài thường xuyên hơn từ bốn thành viên này của hoàng gia Anh. Vua Charles III cũng xác nhận rằng con trai ông sẽ đảm nhận trách nhiệm đối với Duchy of Cornwall. Duchy of Cornwall là quỹ tín thác bất động sản được thành lập vào năm 1337 để cung cấp thu nhập cho thân vương xứ Wales. Duchy of Cornwall hiện là khu đất rộng 64.000 ha với công ty thực phẩm hữu cơ riêng và tạo ra doanh thu hàng triệu USD. Doanh thu từ đây chủ yếu chi trả cho phần lớn chi phí riêng của gia đình hoàng gia, bao gồm cả mua sắm trang phục. Ngôi nhà mới. Mặc dù chỉ mới chuyển đến Adelaide Court, gia đình hoàng tử William dự kiến tiếp tục chuyển tới lâu đài Windsor khi nhận tước vị mới. Tuy nhiên, cặp đôi dường như đang trì hoãn việc chuyển nhà, ít nhất là trong một thời gian ngắn. Theo The Telegraph, vợ chồng hoàng tử William muốn cho con cái có cơ hội ổn định việc học và tránh bất kỳ sự thay đổi nào quá lớn. Cuối tháng 8, gia đình hoàng tử William đã chuyển từ cung điện Kensington, London đến nhà mới ở Adelaide Court, Windsor. Họ quyết định thuê nhà riêng thay vì mua hẳn và cũng không còn sống chung với bảo mẫu chăm sóc ba con là hoàng tử George 9 tuổi, công chúa Charlotte 7 tuổi và hoàng tử Louis 4 tuổi. Mục đích của việc chuyển nhà là có thể sống gần nữ hoàng Elizabeth II hơn, cũng như thuận tiện cho việc học hành của các con. Vào mùa thu này, hoàng tử George, công chúa Charlotte và hoàng tử Louis sẽ nhập học tại trường Lambroth ở Berkshire, cách ngôi nhà mới Adelaide Court của họ 15 phút lái xe. Một nguồn tin hoàng gia nói với ABC News rằng vợ chồng hoàng tử William muốn con cái được giáo dục bình thường nhất có thể và mong muốn sự riêng tư tương đối mà vùng ngoại ô mang lại. Bê bối tình cảm của hoàng gia dưới thời cố nữ hoàng Elizabeth II. Cái chết của công nương Diana, thái tử Charles ngoại tình và cáo buộc tấn công tình dục đối với hoàng tử Andrew là những vụ việc rúng động hoàng gia Anh trong 30 năm qua. Trật tự thừa kế ngai vàng của hoàng gia Anh mãi mãi thay đổi sau quyết định thoái vị của vua Edward VIII vào năm 1936, chưa đầy một năm kể từ lúc ông lên ngôi. Cha của nữ hoàng Elizabeth II là George VI đã trở thành vị vua mới của Vương quốc Anh. Năm 1952, nữ hoàng Elizabeth II lên ngôi sau khi vua cha băng hà. Trong khi nữ hoàng nổi tiếng với cuộc hôn nhân trung thủy và kéo dài, các con của bà lại bị chú ý nhiều bởi việc ngoại tình ly hôn. Cuộc hôn nhân của hoàng tử Andrew, con trai thứ của nữ hoàng Elizabeth II và bà Sarah, tốn nhiều giấy mực của báo chí. Hai người kết hôn năm 1986 sau thời gian ngắn hẹn hò và có hai con chung.
đến năm 1992, các tay săn ảnh của Paris Match bất ngờ công bố bức ảnh ngoại tình của bà Ferguson với giám đốc tài chính John Brand. Tấm hình gây chấn động đối với Hoàng gia Anh và đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân của vợ chồng ông Under vào năm 1996. Cuộc hôn nhân đầu tiên của con trai cả của nữ hoàng Elizabeth II, vua Charles III, cũng bị bủa vây trong những tin đồn ngoại tình. Năm 1981, ông Charles và công nương Diana tổ chức hôn lễ tại nhà thờ Paul ở London. Tuy nhiên, từ năm 1986, ông Charles được cho là đã ngoại tình với bạn gái cũ, bà Camilla, hiện là tân hoàng hậu. Năm 1996, ông Charles và bà Diana hoàn tất thủ tục ly hôn. Không lâu sau, khi ông Charles tổ chức bữa tiệc sinh nhật lần thứ 50 cho bà Camilla tại quê nhà, công nương Diana qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi ở Paris vào năm 1997. Cái chết của công nương Diana khiến nhiều người đau buồn và làm dấy lên làn sóng chỉ trích Hoàng gia Anh. Quyết định rời hoàng gia của hoàng tử Harry và vợ Meghan Markle vào đầu năm 2020 đã tạo ra cuộc khủng hoảng chưa từng có đối với chế độ quân chủ. Vấn đề trở nên trầm trọng hơn sau cuộc phỏng vấn của vợ chồng hoàng tử Harry với Oprah Winfrey. Trong đó, Meghan Markle nói rằng mình bị bắt nạt và phân biệt chủng tộc trong hoàng gia. Những năm cuối đời của nữ hoàng Anh tiếp tục bị rung chuyển bởi người con thứ của bà, hoàng tử Andrew. Năm 2021, Virginia Giuffre, người từng tố cáo tỷ phú Jeffrey Epstein buôn bán nô lệ tình dục, đã khởi kiện hoàng tử Andrew lạm dụng tình dục khi cô 17 tuổi. Vụ kiện khiến ông Andrew hao tổn tài chính, một nguồn tin nói với The New York Post rằng hoàng tử đã chi số tiền 12 triệu USD để dàn xếp vụ kiện. Đầu năm nay, nữ hoàng Anh đã quyết định tước bỏ chức vụ trong quân đội và sự bảo trợ của hoàng gia đối với con trai mình. Ai là người chăm sóc bầy gô ghi của cố nữ hoàng Anh? Ngày 11 tháng 9, hoàng tử Andrew và vợ cũ của ông là Sarah Ferguson, công tước và nữ công tước xứ York, sẽ đảm nhận nhiệm vụ tiếp tục nuôi nấng hai chú chó Muir và Sandy. Nữ hoàng đặt tên cho Muir, phát âm là Mick, theo tên hồ Loch Murs trên điền trang Balmoral, Scotland. Sandy là món quà từ công chúa Beatrice và công chúa Eunice, hai con gái của hoàng tử Andrew, dành tặng bà nội nhân dịp sinh nhật lần thứ 95. Hiện chưa rõ ai sẽ là người chăm sóc hai cún cưng còn lại là Candy và Lizzie. Một số chuyên gia suy đoán rằng chúng có thể được tách ra và trao cho các thành viên khác trong gia đình nuôi nấng. Angora Kelly, người phụ trách phục trang cho nữ hoàng, cho biết những chú chó là niềm an ủi lớn của vị quân vương trong thời gian đại dịch. Tôi đã lo lắng rằng chúng sẽ gây phiền toái thêm cho nữ hoàng, nhưng hóa ra chúng lại là những món quà tuyệt vời. Chúng rất đẹp, mang lại niềm vui và nữ hoàng thường đi dạo cùng chúng ở Home Park, bà kể lại. Suốt cuộc đời, cố nữ hoàng Elizabeth II nuôi hơn 30 chú chó, chủ yếu là hậu duệ của cún cưng Susan, món quà sinh nhật năm 18 tuổi của bà. Cố công nương Diana, vợ cũ của vua Charles III, từng gọi bầy chó là những tấm thảm biết di chuyển.